thành trường với đại đoàn kết các dân tộc, di sản văn hóa Nghệ An. Trong 20 năm qua, Ngày hội đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn huyện Thanh Chương đã được cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị quan tâm chỉ đạo. Mặt trận Tổ quốc từ huyện đến cơ sở đã quan tâm và triển khai sâu rộng đến từng xóm, khối, bản, các khu dân cư, các tổ tự quản nên đã được nhân dân đồng tình hưởng ứng và thu được nhiều kết quả có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc. Thông qua tổ chức ngày hội, những giá trị văn hóa mang bản sắc dân tộc đã được giữ gìn và phát huy. Đó là truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của quê hương, góp phần củng cố tình làng, nghĩa xóm, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy kinh tế phát triển, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Vai trò và vị trí của mặt trận Tổ quốc được nâng lên. Những nội dung triển khai hoạt động của ngày hội đã làm cho các tai tệ nạn xã hội giảm, các danh hiệu văn hóa hàng năm tăng, xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trong học tập, công tác, lao động sản xuất, các phong trào giúp nhau xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới được triển khai rộng khắp. Nổi bật, mặt trận Tổ quốc từ huyện đến cơ sở đã phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đã tự nguyện hiến 1.835 ha đất, hơn 3 triệu cây các loại, 10 triệu ngày công, di rời 1.236 nhà ở, ốt quán, 14.870 m2 chuồng trại chăn nuôi, tháo dỡ hơn 5 triệu mét khối bờ rào. Tổng giá trị các loại tài sản đã hiến trên 952 tỷ đồng, xây dựng mới 794 km kênh mương bê tông và 4.462 km đường giao thông nông thôn. Đến nay toàn huyện đã có 23 xã đạt chuẩn nông thôn mới, và 3 xã đạt nông thôn mới nâng cao. Tư tưởng, đạo đức, lối sống và đời sống văn hóa lành mạnh trong xã hội, khơi dậy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc như uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, tình làng nghĩa xóm. Trong 20 năm qua toàn huyện đã vận động được trên 35,6 tỷ đồng quỹ vì người nghèo, làm mới được 1.216 nhà, sửa chữa được 235 nhà đại đoàn kết, hỗ trợ 250 con bê cái lai xin cho hộ nghèo, đã góp phần nâng giảm tỷ lệ hộ nghèo đến nay chỉ còn 4,3%. Chương trình Tết vì người nghèo đã vận động trên 48 tỷ đồng, đã trao 145.786 suất quà Tết. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số tồn tại, đó là phong trào diễn ra chưa đều, một số nơi sự phối hợp chưa đồng bộ, chưa có sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị cơ sở. Công tác tổ chức ngày hội ở một số nơi còn đơn điệu, chưa tạo được không khí phấn khởi trong cộng đồng dân cư. Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế trong việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư, thời gian tới, việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc phải gắn phong trào tổ tự quản ở các khu dân cư, phong trào thi đua yêu nước, các phong trào của mặt trận Tổ quốc và xây dựng nông thôn mới. Khi tổ chức ngày hội phải chú trọng đến phần hội với sự tham gia của nhiều thành phần để tạo không khí vui vẻ và sôi nổi, đặc biệt là trong giai đoạn 2023-2025, quan tâm thực hiện kế hoạch xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện. Theo đó, mục tiêu từ năm 2023 đến 2025, toàn huyện sẽ vận động hỗ trợ xây dựng được 600 nhà ở cho hộ có hoàn cảnh khó khăn. Để thực hiện đạt mục tiêu này, huyện đã vận động cán bộ, công viên chức hỗ trợ mỗi người 4,5 ngày lương, mỗi hộ dân 200.000 đồng trừ hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn. Thời gian thu trong 2 năm 2023 và 2024. Ngoài ra còn vận động các cơ quan, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm ủng hộ thêm. Trong 20 năm qua, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện Thanh Chương đã được cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị quan tâm triển chỉ đạo. Thông qua tổ chức ngày hội, những giá trị văn hóa mang bản sắc dân tộc đã được gìn giữ và phát huy. Đó là những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của quê hương, góp phần củng cố tình làng nghĩa xóm, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy phát triển kinh tế, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội. Vai trò và vị trí của mặt trận Tổ quốc được đề cao. Những nội dung triển khai hoạt động của ngày hội đã làm cho các tệ nạn xã hội giảm, các danh hiệu văn hóa hàng năm đều tăng, xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trong học tập, công tác, lao động sản xuất, các phong trào giúp nhau xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới được triển khai rộng khắp. Tư tưởng, đạo đức, lối sống và đời sống văn hóa lành mạnh trong xã hội, khơi dậy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc như uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, tình làng nghĩa xóm, góp phần nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân, không ngừng thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện ngày càng phát triển, phấn đấu đưa Thanh Chương trở thành huyện khá của tỉnh theo mục tiêu nghị quyết đại hội đảng khóa 31 đã đề ra. Đi theo đảng, tiếp thêm ngọn lửa truyền thống.